Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con dạ kính cảm ơn quý sư. Nam mô Bụt Tha Giá, đây là chương trình Phật pháp Bụt Đá Tham Má trên mạng internet qua Ban Talk, Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ vào mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ PM tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 10 giờ sáng, 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 10 tháng 4 tháng 4 năm 2021 Phật lịch 2564. Bài học hôm nay giáo trình Tương ưng kinh Tương ưng Samyutta Nikaya chương 1 Tương ưng Chư Thiên Phẩm Cây Lao, bài 3, Kinh đưa đến đoạn tận Upanishad-tăng. Kinh thời gian trôi qua, Asanti-sut-tăng, Asanti-sut-tăng. Nói vô thường chưa hẳn hiểu hết vô thường, sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo Nam Mô Bụt Tha Giá. Nhất tâm lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đến lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thì đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả chứng. Nhất tâm đến lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Với niềm tin biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong miệng. Chữ thiên tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Bài học hôm nay kinh Tương ưng Samyutta Nikaya chương 1 Tương ưng chư thiên phẩm cây lao. Bài 3 kinh đưa đến đoạn tận Upanishad-tăng. Kinh thời gian trôi qua Asanti-sut-tăng. Nói vô thường chưa hẳn hiểu hết vô thường. Tiếp đến, chúng con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Anh đừng bụng với thầy nha. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính lễ tăng chúng, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị. Trước khi nói về bài học hôm nay thì chúng tôi xin có một ý
thưa với Thượng Tọa Giác Đẳng, cũng như nói với sư tự tri, khi mà hôm nay chúng tôi để ý rất nhiều là trong bài, trong room của chúng ta đó, cái banner ở trên, cái banner ở trên thì nó ngắn, nhưng mà chúng ta để thí dụ như lớp Phật Pháp Buddhatamma, chúng ta để cái banner, cái tựa đề là nói vô thường chưa hẳn hiểu hết vô thường. Tự nhiên chúng ta không hiểu, chúng ta không hiểu cái chỗ đó nói cái gì. Thay vì cái banner người ta, chúng ta chỉ để đơn giản là chùa là Tương Cương Bộ Kinh, phẩm Cây Lao, ở bài kinh đưa đến đoạn tận với cái bài kinh thời gian trôi qua, rồi chúng ta để tên pháp sư được rồi, chúng ta khỏi cần đưa cái tiêu đề kia, cái nói vô thường chưa hẳn hiểu hết vô thường, cái câu đó nó làm cho choáng chỗ, nó đưa đầu dòng ấy, chúng ta khó biết. Trước đây thì chúng ta để cái tiêu đề rất là dễ nhận ra, trong bộ kinh bài kinh mấy, tên gì, do ai thuyết giảng, để vậy thôi. Bắt đầu có từng bộ kinh chúng ta lại thêm cái tiêu đề làm cho trở ngại. Thì đó là cái sự gợi ý của chúng tôi vậy thôi. Trở lại cái bài học ngày hôm nay, thưa quý vị, hôm nay chúng ta học hai bài kinh của phẩm Cây Lao Tứ Ương Chư Thiên. Thì trong hai bài kinh này có cùng một một kệ ngôn mà vị Thiên đã nói với Đức Phật, và Đức Phật đã chỉnh lại thì giống nhau, cho nên Thượng Tọa Giác Đẳng cho chúng ta học chung, học chung, nhưng mà chúng ta chỉ giảng đặt trọng tâm ở chỗ hai cái bài, hai bài kệ đó. Ở đây chúng tôi xin mạn phép được trình bày cái này một chút về các cái thuật ngữ được dùng ở trong cái bài kệ để gợi ý cho vị giảng sư. Cái chữ Punyani, cái Yiratha, Sukha và Hani, ở trong đó hãy làm các công đức, đưa đến chân an lạc. Thì câu này thì thật ra không phải là sai nhiều lắm, nhưng mà điều nó dẫn chúng ta đi đến cái chỗ hiểu lệch đi. Vị Phạm Thiên này dùng cái chữ Punyani Kajiratha là làm phước hạnh. Ở đây chú giải đặc biệt giải thích là vì cái vị Phạm Thiên đó nhìn thấy ở chúng sanh loài người tuổi thọ ngắn ngủi quá,
Cho nên vị này mới thấy rằng các vị phạm thiên ở trên khỏi phạm thiên, các vị trời phạm thiên thì tuổi thọ rất là dài, có thể là một kiếp trái đất, hai kiếp trái đất, ba kiếp trái đất, hoặc là năm kiếp trái đất, mười kiếp trái đất cũng có. Ở trong chú giải nói gì, cho nên vị đó mới có tâm trắc ẩn đi đến bạch với Đức Phật. Là nếu mà chúng sanh đó mà biết làm các cái phước hạnh, tức là tu thiền, ở đây chữ Punya là để chỉ cho Phavana, đặc biệt cái chỗ này bài kệ phải hiểu này, nhưng mà chỉ hiểu ở trong bài kệ này thôi, chứ không phải là hiểu hết tất cả chữ Punya ở các chỗ khác, quý vị nhớ gì. Và hưởng đưa đến sự an lạc, chữ Sukhavahani. Chữ Sukhavahani ở đây Sukhavaha đó là ý vọng thiền, nó muốn nói rằng hành thiền chứng đắc thiền để sanh về cái cõi phạm thiên, hưởng cái thọ mạng lâu dài. Đó là cái câu thứ nhất mà chúng tôi gợi ý. Cái câu mà Đức Phật này trả lời đó, Loka misang pachahe santi bekho, tức là hãy từ bỏ thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh. Chữ thế lợi, chữ Loka misang ở đây đó, thì ở trong chú giải thích tập thác Loka misang, misang tí đuê Loka misa. Ở đây nói rằng thế lợi Loka misang nó có hai cái nghĩa thế lợi. Một là Pariya gì đó, nghĩa bóng, và Nipariya gì đó tức là nghĩa thật. Thì Pariya gì đó về nghĩa bóng, thì phù bất khắc quá tăng Loka misang, về nghĩa bóng thì cái chữ Lokamisang thế lợi ở đây là ám chỉ cho cái sự luân hồi trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Còn nghĩa thật Nipariya Yena Chataro Pachaya, nghĩa thật thì Lokamisang ở đây tức là ám chỉ cho bốn món vật dụng, mà vì bốn nhu cầu vật chất mà đời sống con người là ăn mặc ở bệnh, tức là thực phẩm, y phục, sàng tọa và thuốc. Thì mà giải thích như vậy rồi, ở trong chú giải nó y thác ở đây Pariyaya Lokamisang Athipesang. Còn ở đây trong bài kinh này là ám chỉ cái thế lợi theo kiểu nghĩa bóng, tức là cái sự luân hồi ở trong tam giới, sự luân hồi trong tam giới. Thì đây là một vài điều mà chúng tôi gợi ý cho tự tọa giảng sư để có cái hướng giảng trong bài học hôm nay. Và cũng xin thưa rằng là vì ở trong rừng của chúng ta đó, không phải là cái khuôn viên một cái chùa, mà trong room này là nó đi cả cái thế giới, ai cũng nghe cũng biết, người thương cũng nghe được, mà người ghét cũng nghe được. Do đó cho nên nếu mà chúng ta
không có cái hướng để trình bày thì coi chừng chúng ta giảng sai, người ta chỉ trích chúng ta. Cho nên chúng tôi xin có gợi ý chút xíu. Bây giờ xin cung thỉnh, xin mời cô Phong Lan Quang Hỷ đọc cho chánh kinh bài học, và sau đó cung thỉnh thượng tổ cần giảng dạy. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Tuệ Siêu. Nói vô thường chưa hẳn hiểu hết vô thường, kinh đưa đến đoạn tận Upanishad-suttang, kinh thời gian trôi qua Asanti-suttang. Chương 1. Tương ưng chư thiên phẩm cây lao. Chú thích dẫn nhập. Nhân gian có câu, việc người thì sáng, việc mình thì quán. Một vị trời phạm thiên sống trong cảnh giới thọ mạng rất dài, nhìn chúng sanh ở cõi người với tuổi thọ ngắn ngủi nên khởi tâm trắc ẩn. Vị này nói lên kệ ngôn, khuyên nhân loại nên làm các công đức để sanh về phạm thiên giới, nơi có tuổi thọ rất dài. Khi vị trời nói kệ ngôn trước đấng thế gian giải thì bậc đại giác lưu ý rằng, còn luân hồi trong ba cõi dù thọ mạng ngắn dài vẫn nằm trong vòng cương tỏa của vô thường, và khuyên nên từ bỏ những cám dỗ của trần gian để đạt đến niết bàn tịch tịnh. Bài kinh số 4 cũng có kệ ngôn với ý nghĩa tương tự nên gom chung giảng trong bài này. Kinh đưa đến đoạn tận Upanishad-suttang. Nhân duyên ở Savatthi, vân vân, đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Mạng sống bị dắt dẫn, tuổi thọ chẳng là bao, bị dẫn đến già nua, không có nơi dừng bước. Ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chơn an lạc. Thế Tôn, mạng sống bị dắt dẫn, tuổi thọ chẳng là bao, bị dẫn đến già nua, không có nơi dừng bước. Ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy bỏ mọi thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh. Thời gian trôi qua, Asanti-suttang. Kinh văn, nhân duyên ở Savatthi, đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác tuổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chơn an lạc. Thế Tôn, thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác tuổi thanh buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này, hãy bỏ mọi thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh. Thích văn, Chí quýt tá má pa ma du thọ mạng. Giá rù ba ni tá, dẫn đến già nua lão hóa. Bét khá ma nô, thấy được nhận biết được. Buôn nhà ní, các công đức các phước hạnh. Lô ca mít tăng, những cám dỗ của thế gian, những miếng mồi của thế gian dịch thoát. San tí pét khô tí, hướng cầu tịch tịnh. Thích nghĩa, theo sớ giải thì khi vị trời đọc kệ ngôn khuyên làm các công đức, buôn nhà ní cá đi ra thá, hàm nghĩa là tu tập thiền định để sanh về các cõi phạm thiên sắc giới, vô sắc giới và cảnh giới có thọ mạng rất lâu. Đức Phật cũng đồng ý cách nói về vô thường quan sự qua biến dịch nhanh chóng của thời gian. Nhưng bậc đạo sư dạy hành trình khác hơn là từ bỏ những cám dỗ của trần gian, lô camistang, để hướng cầu cứu cánh giải thoát viên mãn niết bàn. Chữ lô camistang dịch là thế lợi. Trong bản tiếng Việt có thể bị ngộ nhận là lợi đắc của thế gian, như trong ý nghĩa của mồi danh bả lợi. Từ ngữ này nên hiểu là những cuốn hút của
ba cõi, trầm luân tức sáu căn sáu cảnh. Mặc dù trong bản sớ giải cũng nói đến ý nghĩa thường tình là bốn nhu yếu, y phục, thực phẩm, trú xứ và thuốc men, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Giác Đẳng. Dạ, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi giảng giải bài kinh vừa đọc. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sàng Khai Giá. Quý vị có nghe rõ không ạ? Nên quý vị, con kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Tự Tri, Sự Như Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và quý vị nam tín nữ. Hôm nay thì chúng ta học kinh Tương Ưng, phẩm Tương Ưng Cây Lao, Tương Ưng Chư Thiên. Trong tựa đề của cái bài kinh hôm nay là nói cái thời gian luôn luôn có cái sự biến hoại, thay đổi, nó không có đứng yên. Chúng ta được biết đó, là nếu mà mình nhìn về cuộc đời này thông qua cái lời dạy của Phật, chúng ta hiểu rằng vạn vật trên cõi đời này thì nó luôn luôn chịu tác động chi phối của vô thượng. Có nghĩa là từ ở một bất cứ một cái pháp hữu vi nào đó, thì pháp hữu vi ở đây là do có cái điều kiện trợ tạo để hiện khởi, và do vậy thì nó phải thay đổi, nó phải biến đổi đương y. Vì vậy cho nên là thời gian thì cũng luôn luôn trôi qua, và mọi vật trên cuộc đời này chúng ta thấy rằng cái mau nhất là trong mỗi cái từng khoảnh khắc ngắn nhất thì nó cũng là có những sự thay đổi rồi. Rồi chúng ta ngay cả cái kiếp nhân sinh của mình nó cũng phải thay đổi. Nó thay đổi rồi nó nói cho lâu thì có nghĩa là chúng ta từ tấm bé cho đến khi chúng ta trưởng thành, rồi đến khi chúng ta bước sang cái tuổi trung niên hoặc là lão niên, thì do có sự thay đổi đó, có sự vô thường đó, cho nên chúng ta sẽ đi đến già nua và đi đến cái sự tử biệt sanh ly. Thì như vậy đó là một cái mình nói đến cái kiếp của nhân sinh của con người mình. Còn xa hơn nữa thì có những chúng sinh mặc dù tuổi thọ cũng lâu dài đó, tuổi thọ so với cõi nhân loại thì rất là dài, rồi cũng có lúc cũng phải biến hoại. Rồi như quả địa cầu của chúng ta cũng có khi đó thì nó cũng phải bị biến hoại. Xin lỗi quý vị còn có nghe không ạ? Một lần nữa xin hỏi quý vị có nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Tại vì thấy trên màn hình đó, nó chạy giống như là mất đường truyền vậy đó. Ở đây đó là có một cái câu chuyện được biết, đó là một vị thiên đến thưa với Đức Phật về cái bài kệ mà vị thiên này thưa với Đức Phật đó, là về cái nhìn nhận của mình, cái nhận biết của mình về là mạng sống bị dắt dẫn, tuổi thọ chẳng là bao.
bị dắt dẫn bởi dắt dẫn đến già nua, không có nơi dừng bước, ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chơn an lạc. Đó là bài kệ thứ nhất. Và theo cái vị thiên này đó là cũng nhận biết là cái sự thay đổi đó, cái sự vô thường đó. Nhưng mà vị phạm thiên này cũng nghĩ rằng chính cái đời sống của mình, những chúng sanh ở cõi phạm thiên đó thì vẫn có một cái sự trường thọ lâu dài, và do đó vị thiên này nói rằng hãy tạo các cái công đức để rồi hưởng chơn được cái sự an lạc theo cái phạm thiên. Thì ở đây đó thì chúng ta Phật ngài mới trả lời rằng là mạng sống bị dắt dẫn, tuổi thọ chẳng là bao. Bị dẫn đến già nua, không có nơi dừng bước. Ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy bỏ nơi thế lợi tâm hướng cầu tịch tịnh. Thì ở đây đó, chúng ta thấy cái bài kệ thứ nhất mà Đức Phật ngài nói rằng hãy bỏ tâm thế lợi và tâm hướng cầu tịch tịnh. Thì trước tiên đó, chúng ta thấy rằng đối với cái mạng sống mà Đức Phật ngài cũng cho chúng ta biết rằng đó, là mạng sống này đó là nó sẽ đang dắt dẫn chúng ta. Có nghĩa là trong mỗi cái thời gian, trong mỗi cái đời sống thì nó luôn luôn trôi chảy, chúng ta thấy một ngày đó là 24 giờ, rồi cứ trôi qua như vậy. Và trong mỗi phút chốc dù là ngắn ngủi nhất á, thì chúng ta cũng đang già cội, đang già nua. Nói như vậy thì có nghĩa là thể chất của chúng ta cũng đang già nua. Đức Phật dạy cho cái để mà siêu quán cái sự già nua rồi đeo đuổi dắt dẫn đưa dần đến cái sự chết á, không phải là để cho chúng ta thấy chỉ để là thấy thôi, biết chỉ để là biết thôi, mà thật sự là cần có một cái sự suy quán. Bởi vì chúng ta cũng đang trong mỗi người, mình nói như cái cõi nhân loại của chúng ta đó, là cái tuổi thọ thì có khi cũng tăng cũng giảm, rồi cũng là hiện bây giờ đó, nếu chúng ta thấy đó là cũng không quá dài lắm đâu, chừng khoảng 75 tuổi hoặc là hơn một chút, hoặc là ít hơn một chút, hoặc là ít hơn nhiều nữa. Thì tuổi thọ nó cũng tùy thuộc vào nhiều cái nguyên nhân, yếu tố khác nhau. Và như vậy đó thì cái tuổi thọ của chúng ta ở cõi nhân loại thì so với các cõi trời vẫn không có là bao. Dù là mấy mươi năm, thấy rằng là một ngày 24 tiếng và cứ như vậy trôi qua, và một tháng như vậy, một tuần như vậy có 7 ngày, rồi là một tháng có 4 tuần, và cứ một năm thì có 12 tháng như vậy, thì chúng ta thấy là nó luôn luôn trôi chảy. Sự thật ra là để chúng ta thấy rằng cái thể chất này, cái thất sát thân này nó vô thường, tâm của chúng ta nó cũng thay đổi, cũng vô thường. Rồi cái cảnh vật của xung quanh chúng ta nó cũng thay đổi, nó cũng vô thường. Để chúng ta thấy rằng là chính những cái điều mà chúng ta nghĩ rằng nó hằng hữu hay nó bền vững, cho nên là chúng ta cứ chởn mãn, rồi chúng ta sống cứ buông lung, rồi chúng ta sống cứ quên mình, cứ thả theo những cái gì, thả theo muốn
ý muốn, dù là cái ý muốn sai lệch của mình, ý muốn sai trái của mình, đắm chìm ở trong cái phiền não mà mình không hay. Cho nên là vì vậy cho nên là để mà Đức Phật nói rằng ngày và đêm qua mau như vậy, để cái tuổi thọ của chúng ta nó chẳng là bao, và đang bị sự dắt dẫn đó đó, là để chúng ta thấy rằng là mạng sống của chúng ta nó không phải là nhiều, mà rất là ngắn ngủi. Các cái vị thiên đó, như là những vị phạm thiên, nghĩ rằng là có những vị nghĩ rằng là mạng sống của mình nó dài, nhưng mà sự thật ra đã dài đó đó, so với cái cõi nhân loại thôi, chứ không phải là nó dài đó là nó vĩnh hằng, nó dài đó là nó không bao giờ thay đổi. Nhưng mà ở đây đó, nó cũng có lúc phải bị thay đổi đó. Cho nên khi mà mình quán về cái thân của mình nó dài vậy, để rồi chúng ta cần kiếp, tức là chúng ta phải tinh tấn, chúng ta phải siêng năng, chúng ta phải nỗ lực ở trong cái gì? Ở trong cái việc mà thứ nhất đó là chúng ta phải tạo trữ các cái công đức, mà như là trong kinh nói là các cái công đức. Bởi vì ở đây đó, quý vị thấy rằng đời sống nó là như vậy, dù muốn dù không thì nó cũng phải luôn luôn thay đổi. Và nếu như chúng ta mình nghĩ là một cái đời sống đơn giản nhất ấy, là cái việc làm của ngày hôm nay mà chúng ta không làm đó, thì chúng ta bỏ qua ngày mai chưa chắc chúng ta lại làm được. Thì nếu mà chúng ta không chịu làm ấy, thì dứt khoát là chúng ta không có cái sự thành công. Còn đối với một cái người tu ấy, mỗi một cái thời gian trôi qua đó là một cái đeo đuổi theo, đó là mạng sống của chúng ta nó thu ngắn dần đi, và khi mà đối với một cái người ở bên ngoài đó, người ta không làm được cái gì đó thì người ta bỏ xó với cái thời gian, thì dứt khoát là về già là người ta có bao giờ mà thực hiện được những cái ước muốn của họ, mặc dù là họ có những cái ước muốn rất là nhiều, nhưng mà họ không thể làm được, lực bất tòng tâm. Thì như vậy đó, thì có thể nói rằng là nói đến già nua là những cái gì mà chúng ta thấy hiện thực nhất, là khi mà già thì mắt mờ tai điếc, lưng dùng gối mỏng, vân vân. Nhưng mà sự thật ra đó, nói trong Phật pháp thì có nghĩa là chúng ta già theo từng khoảnh khắc, từng thời gian, chứ không phải là không có già. Vì có già theo từng khoảnh khắc, từng thời gian, cho nên chúng ta mới có cái trưởng thành, rồi chúng ta mới có cái bước sang tuổi trung niên, rồi chúng ta mới bước sang cái tuổi lão niên, rồi chúng ta mới có thể bỏ cái mạng sống này. Và ở đây đó thì có thể nói rằng là mỗi người đó tự nhận thức được những điều đó. Khi mà Phật dạy rằng ngày và đêm qua mau như vậy, thời luôn trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chơn an lạc. Thì Đức Phật ngài cũng nói rằng là thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này, hãy bỏ mọi thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh. Thì như là cái điều mà thế lợi ở đây đó, chúng ta biết rằng là cái thứ nhất đó, trong cái nghĩa thật là đối với một cái người tu á, nếu chúng ta
chúng ta nặng nề, chúng ta đắm nhiễm ở trong bốn món vật dụng. Nếu một cái vị tỳ kheo, dù là y phục hay là vật thực hay là sàn tọa hay là những phương tiện thuốc chữa bệnh vân vân, khi mà chúng ta sống cái đó nó cần đủ, nó cần đủ để chúng ta sử dụng, nhưng mà không để vì nó mà chúng ta phải lao tâm tổn trí, không phải vì nó mà chúng ta bỏ đi cái lòng tàm lòng quý của chính mình, hoặc là không phải vì nó mà để rồi chúng ta bỏ rất thời gian mà chúng ta quên đi cái phương hướng tu tập của chính mình, phương tướng tu tập của mình. Bởi vì cái bốn cái nhu yếu phẩm của một vị tỳ kheo đó là y phục, vật thực, thuốc chữa bệnh và trú xứ, cốc liêu đó, thì ở đây đó là bốn cái cần thiết. Nhưng mà có một điều đó là cái đó cần để đủ để chúng ta sử dụng, chứ không phải là để rồi tâm của chúng ta quên đi những cái phương hướng tu tập, hoặc là chúng ta bỏ rất nhiều với những cái gì đáng lẽ ra của một đời sống tu sĩ chúng ta phải thực hành, chúng ta phải làm, cuối cùng lại chúng ta buông đi những điều đó, thì đó cũng là cái không tốt. Như vậy thì ở đây cái thế lợi trong cái nghĩa thứ nhất đó, là nhiều khi đó cũng vì cái bốn món vật dụng đó mà mình lại thiếu đi cái lòng tàm, hoặc là một người thiếu đi cái lòng quý. Lòng tàm ở đây là phải biết xấu hổ với những điều gì sai trái, những điều gì không đúng với đạo đức, không đúng với luật, không đúng với pháp, thì chúng ta dứt khoát là phải có cái lòng tàm. Lòng tàm, khi có cái lòng tàm là biết xấu hổ với những điều gì sai trái thì chúng ta mới có thể sửa đổi, hoặc là chúng ta không dám làm, không dám tái phạm, vân vân. Rồi chúng ta có nghĩa là biết ghê sợ, biết ghê sợ. Cái sợ thứ nhất là sợ chính những cái tạp nhiễm từ nội tâm mà làm cho cái phiền não của mình nó lớn dần, nó lớn dần. Cái sợ điều nữa nó là sợ những bậc thiện trí chê trách, chê trách. Khi mà mình phải biết sợ những điều đó thì mới quả mai á, là mình có thể là không có làm những cái điều sai trái. Cái điều sợ thứ ba nữa đó là mình có thể sợ về quả báo của một cái quả báo do một cái nhân xấu. Một khi mà mình thiếu đi cái, mình tạo những nghiệp bất thiện từ lời nói, từ hành động, thì cái đó nó dẫn đến cái quả khổ ở trong tương lai. Và mình phải biết sợ như vậy, thì đó là một trong cái ý nghĩa. Là một là nhiều khi đó là mình thiếu đi những cái sự kiểm thúc của chính mình. Và chính vì mình thiếu đi sự kiểm thúc thì cuộc đời sống của mình á, nó trôi dạt, nó trôi dạt, nó trôi dạt lúc nào á, mình cũng không nhận ra, không nhận ra. Thì đó là cái điều nguy hại cho cái đời sống tu hành hay đời sống phạm hạnh của một cái người tu, của một cái người tu. Đối với một người cư sĩ cũng vậy, khi mà mình có lòng tàm lòng quý, hay là mình chính mình có lòng tàm lòng quý, thì mình cũng biết rằng những cái điều gì mà nó trái ngược với nhân quả, nó trái với lại cái việc làm đời sống của một cái người cư sĩ, thì dứt khoát là mình không có làm, không có tạo nghiệp, dù là một nhỏ nhỏ, không có làm, không có tạo những cái nghiệp bất thiện do mình làm. Như vậy thì ở đó là vai trò của một cái người cư sĩ. Thì cái thứ hai ở trong cái nghĩa của sự thế lợi nữa đó là gì? Nhiều khi cuộc sống này đó, chúng ta đắm nhiễm bởi cái thích thú ở
trong cái đời sống luân hồi, luân hồi, hay hoặc là chúng ta buông trôi ở trong sáu căn mình, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vậy và tiếp xúc các cái trần cảnh, tức là sáu trần cảnh, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh. Và con mắt của mình á, thì lại thích nhìn cái gì đó. Tai mình á, thì thích nghe những cái âm thanh như là tiếng nhạc, tiếng đàn, tiếng trống, tiếng khen ngợi, vân vân. Rồi á, là mũi của mình á, thì thích ngửi mùi thơm, nó hấp dẫn. Hoặc là lưỡi của mình thích ăn những cái món ăn ngon, nó hấp dẫn. Hoặc là thân mình xúc chạm im ấm, mình thấy những cái sự xúc chạm im ấm nó hấp dẫn. Cho nên là đắm nhiễm ở trong sáu căn đó, sáu căn đó, tiếp xúc với sáu trần. Nhưng mà đối với một cái người tu á, thì chúng ta thấy rằng á, là sáu căn tiếp xúc với sáu trần hàng ngày, không phải là chúng ta không thấy, không phải là chúng ta không nghe, không ngửi, không nếm, không đụng, không suy nghĩ. Nhưng mà chúng ta có nghe, ngửi, nếm, đụng đều có cái sự thu thúc bằng chánh niệm. Tức là thấy cũng chỉ biết là thấy, nghe cũng chỉ biết là nghe, ngửi cũng chỉ biết là ngửi, nếm cũng chỉ biết là nếm, xúc chạm cũng chỉ biết là xúc chạm. Và chúng ta suy nghĩ cái gì thì hãy nên suy nghĩ xem coi cái tâm mình suy nghĩ nó có thiên về tham dục hay không. Nếu mà để tham dục tăng trưởng, đừng nên suy nghĩ điều đó. Hay hoặc là mình suy nghĩ đến những cái sự sân hận khó chịu thì mình cũng đừng nên suy nghĩ những điều đó, bởi những điều đó làm cho cái nội tâm của mình nó bất ổn. Rồi suy nghĩ những gây đến cái sự tổn hại, tổn thương cho những chúng sinh khác thì mình cũng không nên suy nghĩ những điều đó. Như vậy thì khi một người có kiểm thúc ở trong sáu căn của mình, tiếp với sáu trần, kiểm thúc đó là bằng chánh niệm tỉnh giác khi mà tâm của chúng ta có tiếp xúc với sáu trần. Và khi mà cái sự mà mình tham đắm ở trong cái đời sống luân hồi, tham đắm trong đời sống luân hồi, thực sự thật ra đó thì cái này đó là cái yếu tố mà nó làm cho mình phải tiếp diễn truyền miên trong đời sống luân hồi. Nay sanh làm người, mai sanh làm một vị tiên, mốt thì sanh làm một cái chúng sanh khổ nào đó, thì tùy vào cái hạnh nghiệp của mình. Nhưng mà do cái sự tham đắm đó, cái ái nhiễm và tham đắm đó, nó khiến cho mình mong ước đời sống ở tương lai, đời sống tương lai, để mình có những cái thụ hưởng đó. Thí dụ như bây giờ một người mà mong muốn một cái gì đó ở trong tương lai nó sáng lạng hơn, mong trong tương lai nó hanh thông hơn, để rồi tương lai mình cái sự hanh thông đó, hay là mình hưởng những sự sáng lạng đó, thì cũng là, nhưng mà đó là cái đắm nhiễm để khiến cho mình tiếp diễn cho đời sống kế tiếp. Ở trong kinh Tăng Chi á, thì Phật dạy rằng á, là có ba cái sự tham đắm. Cái tham đắm thứ nhất là tham đắm ở trong cái tuổi trẻ, cái tuổi mình cứ nghĩ mình trẻ hoài, mình không già, hay là mình trẻ hoài, mình chưa phải đến lúc già, và do vậy mình bỏ xó với cái thời gian. Mà những cái việc mà cần làm có lợi cho mình nhất á, thì nếu mà mình nói trên phương diện tu hành á, thì không có chi bằng cái công đức thiện sự. Công đức thiện sự, mà công đức thiện sự thì đối với các vị phạm thiên cứ nghĩ rằng cái việc mà mình tu thiền á, thì sẽ là chứng thiền rồi sanh về những cõi đó, là cái rốt ráo của mình rồi, cái cứu cánh của một vị phạm thiên rồi. Nhưng mà đối với Đức Phật dạy cho chúng ta về cái sự tu tập giới, tu tập định, tu tập tuệ, để mong sao loại trừ được những cái phiền não ở nội tâm,
để sớm được giải sự giải thoát, chứ không phải là cái sự hiện hữu. Mặc dù là ở một cái trình độ của một vị phạm thiên á, để mà chứng thiền á, là một cái trình độ cao, nhưng mà ở đó nó cũng còn có cái sự giới hạn, vẫn còn cái sự đắm nhiễm. Và khi một người mà đắm nhiễm về cái tuổi trẻ đó thì cứ nghĩ rằng mình trẻ, hay là mình chưa đến lúc phải già, hay là mình trẻ mãi, hay là chưa đến lúc phải già. Thế như vậy đó thì mình không làm những cái việc mà khả dĩ có cái khả năng giúp cho mình được cái sự an lạc tối thượng, đó là giải thoát. Mà mình bỏ xó qua với cái thời gian mình không thực hiện, tức là thiếu đi những cái sự tinh tấn trong thiện pháp đó, không nhiệt tâm nỗ lực thực hành những cái công đức thiện sự đó, thì chúng ta vẫn phải trôi qua với cái thời gian thôi. Cho nên là khi một người mà đắm nhiễm với cái tuổi trẻ, nghĩ là như vậy, mình trẻ mãi hay là mình chưa đến lúc phải già, thế là mình cứ bỏ xó với cái thời gian. Như vậy thì rất là uổng. Và những gì mà sau này mà chúng ta muốn thực hiện thì không thể, khó có cái thời gian trở lại để cho chúng ta thực hiện được. Đó là điều mà chúng ta thấy rất là uổng. Cái thứ hai nữa là có khi đó là một cái sự đắm nhiễm trong cái người mà hiện bây giờ mình không có bệnh á, thì mình nghĩ là mình không có bệnh hay là mình chưa có bệnh, nhưng mà điều đó cũng không có chắc được nha. Không có chắc được, cái bệnh nó không có chờ đợi cho mình lúc nào, mà bất cứ lúc nào cũng có bệnh gì thì nó sẽ là bệnh kia thôi, là nó sẽ diễn ra bất cứ lúc nào, chứ không phải đợi lúc chúng ta già mới có bệnh đâu. Nếu chúng ta nghĩ là già mới có bệnh thì rõ ràng là người trẻ họ không phải nào mà họ không có bệnh được. Cho nên là bệnh nó xảy ra bất cứ cái thời điểm nào chúng ta ỷ lại, chúng ta nghĩ rằng chúng ta không có bệnh, do vậy thì chúng ta cũng bỏ xó đi với cái thời gian, bỏ xó với những cái việc cần thiết nhất cho cái đời sống tu tập của mình, đó là trau dồi tu tập, thực hành giới, thực hành định, thực hành tuệ trong cái đời sống của mình. Và cái đắm nhiễm thứ ba nữa là đắm nhiễm ở trong cuộc đời. Cuộc đời ở bên ngoài đó thì người ta có thể là đắm nhiễm say sưa trong sự ăn uống cờ bạc rượu chè đàn điếm ngao du, người ta quên mình, người ta quên mình. Và khi người ta quên mình thì nhiều khi là người ta tạo ra những cái lầm lỗi ngoài đời, hoặc là về mặt nào đó cái đạo đức của chính họ cũng không có tốt nữa, người ta nhìn nhận là như vậy. Thì ở bên ngoài người ta đắm nhiễm là đắm nhiễm ở ngoài đời, đắm nhiễm ở ngoài là như vậy, tức là cờ bạc rượu chè ngao du, mà người ta quên mình, cuối cùng người ta không có được cái sự hạnh phúc, mà toàn là dẫn đến cái sự đau khổ. Cái đắm nhiễm ở đời mà ở bên trong á, thì ở đây đó là chúng ta mặc buông trôi cho cái ý muốn, cái sở thích bởi tham sân si của mình. Mình để cho nó chi phối, mình nghĩ làm sao, mình thích cái gì, mình ham cái gì, hoặc là mình khó chịu, mình bực bội, mình sân hận cái gì, mình cứ để cho nó, mà mình không nhìn lại chính cái tâm của mình để mà mình sửa đổi đó, thì cứ mình để cái tham nó càng ngày nó lớn dần, cái sân càng ngày càng mạnh lên, si mà càng ngày càng nhiều hơn nữa, thì cái mà mình đắm nhiễm là mình buông xuôi cho nó, mà mình không biết sửa mình, không biết sửa cái tâm của mình để cho nó bớt đi tham sân si, thì cái đó cũng là một trong những sự đắm nhiễm. Như vậy thì cái cuộc đời này đó, Đức Phật dạy cho chúng ta đó là cái thời gian đó nó luôn 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 trôi qua, và tuổi già chúng ta sẽ đến dần, và cái sự đến dần đó nó cũng sẽ, cái chết chóc nó cũng sẽ đến dần. Cho nên là dù muốn dù không thì thời gian nó cũng luôn luôn lặng lẽ trôi qua, dù là ngày hay là đêm. Bởi vì chúng ta thấy thời gian thì nó luôn luôn trôi qua mà. Rồi thể chất của chúng ta, tâm lý của chúng ta, rồi
cái hoàn cảnh sống của chúng ta nó cũng có thể thay đổi, nó cũng có thể thay đổi. Và do vậy đó thì nếu chúng ta biết suy nghĩ đến điều này đó, có nghĩa là già nua rồi sẽ chết. Không phải là chúng ta suy nghĩ đến điều chết là để cho chúng ta sợ, rồi chúng ta hoảng loạn lên, rồi chúng ta không có một cái phương hướng nào hết. Thì cái đó, cái sợ trong cái sự tiêu cực. Nhưng mà cái sợ trong sự tích cực là vì mình thấy rằng cái sự sống này nó quá ngắn ngủi, mạng sống này nó quá ngắn ngủi, và đời sống này nó quá mong manh. Cho nên là chúng ta tích cực. Mà tích cực ở đây là chúng ta làm gì? Chúng ta luôn luôn thực hành những cái công đức thiện sự. Mà công đức thiện sự thì quý vị biết rằng có những việc chính đáng là mình trao dồi giới, tức là mình thực hành giới trong đời sống hàng ngày, biết ngăn ngừa những cái hành vi xấu bởi lời nói, bởi hành việc làm của mình. Rồi mình ráng cố gắng trao dồi cái tâm của mình, để rồi đừng có để bôn chôn, đừng có để náo loạn ở trong nội tâm của mình, mà có một cái sự bình tĩnh, định tĩnh ở trong mọi trường hợp, ở trong mọi trường hợp. Và khi mà mình có những cái sự định tĩnh như vậy thì trong mọi cái điều mà thứ nhất á, khi mà chúng ta lâm chung á, là chúng ta nhớ, nếu có nhớ chăng là nhớ được những cái thiện sự công đức mà chúng ta đã làm. Bởi vì chúng ta đã tạo công đức thì có những cái việc tạo đó nó trở thành những cái dấu ấn sâu sắc ở nội tâm để chúng ta nhớ đến những điều đó. Thì nhớ ở đây là nhớ những thiện sự, những công đức mà mình làm để rồi mình hoan hỷ. Và là nếu chúng ta có nghĩ đến, có định tâm thì hãy là định tâm một cách vững vàng, không để cái ngoại cảnh, cái trần cảnh ở bên ngoài chi phối cái nội tâm của chúng ta. Đó là một trong những cái điều ta thấy rằng với một cái đời sống tu tập là cần phải nên làm. Phật là ngày và đêm qua mau, nó cũng luôn luôn âm thầm, nó cũng luôn lặng lẽ trôi qua như vậy. Nhưng mà rồi đó là cái tuổi tác của chúng ta đó, từ là cái tuổi thanh xuân đó, thì nó tiếp tục bỏ chúng ta thôi. Bởi vì có như vậy là cái biến đổi của sự vô thường mà. Vạn vật trên cuộc đời này là đều là thay đổi hết. Và có cái sự vô thường như vậy cho nên là chúng ta sẽ già nua, rồi chúng ta sẽ chết. Cái chết mà chúng ta chết ở đây đó là chết tạm thời cho một cái kiếp sống này thôi. Rồi nếu chúng ta còn nhân của luân hồi sanh tử, còn tham ái, còn chấp thủ, còn vô minh, còn phiền não, thì chúng ta còn lại tiếp diễn nữa, còn tiếp diễn nữa. Và Phật dạy cho chúng ta đó, hãy nên bỏ cái những cái thế lợi đó. Mà thế lợi hồi nãy đó là chúng tôi đã giải thích đó, là nếu như sức giải nhìn lại ở trong cái sự cần thiết của mình, bốn món vật dụng đó, và khi mà chúng ta thấy rằng chính cái này nó cần và đủ, thì rõ ràng là giữ được cái đời sống phạm hạnh của chính mình, để rồi vừa chừng để chúng ta tu tập. Hai nữa là cái thế lợi đó là cái tâm của mình nó không có lệ đắm nhiễm ở trong luân hồi sanh tử, và để cho các căn của mình tiếp xúc với các cái trần cảnh đó, chúng ta có cái sự thu thúc bằng chánh niệm tỉnh giác đó, thì rõ ràng là cái sự thu thúc đó có cái sự kiềm chế ở nội tâm, không có để nội tâm bị bung lung, bị các cái ngoại cảnh ở bên ngoài, để rồi là người ta sẽ bị khổ sở, người ta sẽ bị khổ lụy. Thì ở đây trong cái bài kinh này, của hai cái đoạn kinh này, Đức Phật chỉ cho chúng ta, dạy cho chúng ta về cái sự vô thường, biến đổi của các pháp, trong đó có cái sự biến đổi của xác thân. Và khi mà cái xác thân này nó già, nó bệnh, nó đau, nó chết á, thì cái việc mà cần thiết nhất thì chúng ta hãy từ bỏ những thế
thế lợi. Đó là những cái thấy rằng nó thiết thực, nó mang đến cái sự an lạc chân hạnh phúc. Để chúng ta có được cái sự an lạc thì có lẽ là chúng ta nên thực, nên làm và quán cái việc chết, cái sự sanh tử này, để chúng ta thấy rằng thời gian trôi ra rất qua rất mau. Và việc cần thiết nhất cho chúng ta là những thiện sự công đức mà chúng ta cần phải làm. Còn những việc khác đó, nó chỉ là ở bên ngoài thôi. Những việc khác nó không phải là việc chính đáng, không phải là việc cần thiết cho cái đời sống tu tập của chúng ta. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì con kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến qua. Bây giờ thì kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Pháp Tân đã thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn quý sĩ. Dạ, con xin được kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, xin quý vị hoan hỷ chờ trong giây lát ạ. À, có lẽ thượng tọa giác đẳng đang bận, quý ngài sẽ quay lại sau ạ. À, xin quý vị hoan hỷ chờ trong giây lát. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Tạc thủ kinh truyền thượng tọa Pháp Tân với Phật vừa rồi. Và bây giờ chúng ta bước sang phần thảo luận.
Và thưa tòa, thưa sư, không biết thưa tòa có ở trước máy không? Nếu thưa có mặt ở trước máy thôi, thưa tòa nghe được, xin thưa tiên trả lời cho có mặt ở như không nghe gì hả? Từ quyền nghe được, thưa tòa từ thượng tọa có mặt ở trước máy và thượng tọa thích mà nó rõ hơn là vi phạm ở trong bài kinh này cũng thấy bị vô thường, nhưng mà thấy ở trong chứ không có sống với chúng ta thì chúng ta vẫn thấy nhiều về sanh diệt, về vô thường. Nhưng mà những sanh diệt vô thường của chúng ta chỉ thấy ở trong một cái khuôn khổ hạn hẹp nào đó, trong một hoàn cảnh, trong một vài cá nhân, trong một không gian, một thời gian. Còn cái vô thường mà để hiểu rằng nó là một cái luật chung, không có phân biệt xóm làng, gia tộc, bất độ, bởi nhân thiên đó, thì cái vô thường nó phải phổ quát hơn nhiều, phải rộng lớn hơn nhiều. Thì thượng tọa Tuệ Quyền có thể giải thích là làm thế nào để từ một cái điểm vô thường mà chúng ta thấy được vô thường ở trong ba cõi. Xin kính thỉnh thượng tọa. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Giờ thôi để chúng nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, Thần Tổ Giác Đẳng, Thần Tổ Pháp Tăng, Thần Tổ Minh Hạnh, Đại Đức Tự Tri, Sư Nguyên Thông cùng Sư Tăng đang hiện diện. Kính chào đến quý tu nữ cùng Sư Phật Tử. Và quả thật thì nếu như chúng ta nói rằng một cái làm sao mà để có một cái hiện trạng, hiện tượng để chúng ta thấy được cái sự vô thường ở trong ba cõi. Thì kính thưa quý vị, nếu như chúng ta nói thời gian thì nó vô thường, đúng. Đó như cái câu kinh mà bị chư thiên đã hỏi đó, thời gian là lẽ trôi qua đêm ngày luôn di động, tuổi tác tuổi thanh xuân tiếp tục qua chúng ta. Hãy đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy từ bỏ thế lại hướng tâm cầu tịch tịnh, vân vân. Thì ở đây chúng ta thấy nó là một cái hình trạng rõ ràng của thời gian. Nó đi qua đêm ngày và của tuổi tác của chúng ta, và của già trẻ, thì đó cũng là một thời gian rồi. Nhưng ở đây nó có hai cái trạng thái của cái sự vô thường. Nó đến một trạng thái vô thường thường của cái mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng được. Còn cái thứ hai nữa, đó chính là cái tâm của chúng ta nó vô thường. Cái cảm thọ nó vô thường. Đây mới chính là một cái điều mà hết sức là quan trọng. Cho nên dầu cho thiên giới, ma giới, mà trong cái bài kinh mà chúng ta nhớ là cái bài kinh mà Sabbe Sankhara Anicca, Sabbe Sankhara Dukkha, Sabbe Dhamma Anatta, hay là nó gam mà tham mô, ní gam mà sẽ tham mô, nó cha bây giờ ê cô là sẽ tham mô. Đó là chính là pháp nào nó có tên gọi là vô thường, khổ não, vô ngã. Pháp ấy nó để chung cho tất cả, ngay cả ma thiên, ma vương cùng phạm thiên, nói chung cả cõi, từ cõi chúng sinh dục giới, cõi chúng sinh sắc giới và kể cả chúng sinh vô sắc giới cũng như thế. Bởi vì sao? Bởi vì tâm của các vị đó phải sử dụng bằng tâm. Cho nên nếu mà tướng thì chắc chắn nó vô thường, thấy rõ. Nhưng nếu mà chúng ta thấy cái tâm nó vô thường thì cái tánh nó còn vô thường. Đừng nói chi cái tướng nó không vô thường. Hay nói một cách khác hơn, cái tâm nó còn vô thường một cách nhanh chóng và lẹ hơn mà chúng ta không có thể
tại chúng ta không có đếm bước nó. Hơi thở này ra, hơi thở này vào, thì chúng ta thấy nó còn nhận được cái như thế. Còn trong kinh đó, một sát na khởi sanh lên, nó có diễn tiến là sinh tiến dị diệt, hoặc là sinh trụ diệt của sát na. Mà mỗi lần mà chúng ta chỉ giơ tay lên thôi, hay là một khẩy, chúng ta nắm khẩy móng tay, hàng triệu triệu sát na sanh diệt, thì đó chính là một giá trị vô thường. Mà ở cấp độ mà chúng ta biết được vô thường của sát na, thì ở đó là chúng ta chứng đắc một cách cao cấp. Nhưng ở đây chính là tâm của chúng ta thấy nó cũng vô thường, cảm thọ nó vô thường. Thì dầu cho ở dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì nó là như thế. Chứ có hiện tượng vô thường thì có thể nhận thức được cái vô thường của vạn hữu rồi. Nhưng điều mà một hiện tượng chứ vô thường, có thể nhận được vô thường của vạn hữu, đó cái cảnh giới cao cả nhất. Thì kính thưa quý vị, chúng sinh sinh ra trong cái hữu tình này, cái hữu vi bê sanh ca ra pháp đó sẽ bị cái sự hoại diệt. Bị phai diệt đây chính là cái sự đổi thay. Và sự đổi thay đó chính là vô một cõi trăm năm này là một ngàn năm, nhưng kính thưa đó là thở của một chúng ở cõi thôi. Thì cũng như thế, kính thưa quý vị, cái sự đau khổ mà cái sự vô thường nó sẽ xảy ra cũng là như thế. Cho nên nhiều khi nếu chúng ta hiểu biết được cái thân của kiếp người, mà để mà thấy được, quán được cái sự vô thường, thì nó rất là đơn giản. Chỉ một phút chốc thôi đi qua, chúng ta từ bỏ cái tuổi trẻ rồi. Bây giờ trong room này ít nhất cũng phải là từ u coi như là 30 mấy 40, có thể nói là 20 đổ lên đi, thì chúng ta thấy rằng tuổi thơ chúng ta đã đi qua rồi. Còn đâu là tuổi thơ ấu nữa, còn tuổi trẻ đi qua. Chứ đừng nói chi là 40, 30, 40, 50, 60, 70, 80, vân vân. Thì chính chúng ta đã đi đến tuổi già. Đó là một giá trị sự thật, một cái hiện tượng của tuổi tác thôi, một hình trạng rõ ràng mà tất cả chúng ta có thể nhìn thấy, tất cả chúng ta có thể ngó thấy đó. Chứ không nói rằng coi như là coi như tóc bạc, răng long, chân mỏi, gối trùng, mắt mờ, tay điếc, vân vân. Nó không phải là đi tiến về hình thái như thế. Và chính là một sự lụi tàn của cái kết quả của sanh là như thế. Nó phải bị cái sự gì? Cái sự già nua của sắc pháp. Thế mà sắc pháp khởi sanh thì sắc pháp cũng có cái sự vô thường. Mà tâm khởi sanh thì tâm nó cũng vô thường. Mà chính vì ở các cõi thì dục giới, sắc giới, vô sắc giới, khi tâm còn hiện hữu, khi danh pháp này còn có mặt, tức là ngay cả tứ danh quẩn có mặt, hay là ngũ quẩn còn có mặt, thì còn có sự vô thường của danh, của danh pháp và của sắc pháp. Cho nên khi chúng ta tu tập là chúng ta vượt ngoài cái vô thường, chính là chúng ta không còn bị cái sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết, hay là không còn khi nào chúng ta không còn vượt ngoài cái sự vô thường đó, chứ là chúng ta đã đi đến cái đích của cái sự chấm dứt sanh tử khổ đau, hay là chúng ta vượt ngoài cái vô thường, tức là không bị gọi là anách,
Anatta Lakkhana. Anatta Lakkhana tức là cái tam tướng. Tilakkhana tức là vô thường. Anicca, Dukkha, Anatta, Anatta tức là bị cái tướng vô thường, cái tướng khổ não, cái tướng vô ngã mà nó xuất hiện nữa. Ở chúng ta đã vượt ngoài cái hệ lụy của nó, là chúng ta thành tựu và chứng đắc chấm dứt sinh tử khổ đau. Còn làm thế nào mà từ một hiện tượng vô thường có thể nhận thức được vô thường của vạn hữu? Thì kính thưa quý vị, thì đó, đó chúng ta thấy cái tâm của chúng ta thôi, cái ngũ uẩn này nó còn tồn tại thì vạn hữu nó sẽ tồn tại. Hay là cái gì có sự sanh lên thì cái đó nó sẽ là vô thường của vạn hữu. Một hòn núi kia nó cao chót và nó đứng sừng sững bao đời nay, trên cái nhìn của chúng ta nó là như thế, nhưng nó trải qua một cái sự thay đổi của hình thái của vũ trụ quan thì nó sẽ không còn là một hòn núi đó nữa, mà cái đó có thể nó là một biển khơi mênh mông, hay là nơi đó nó chỉ là một cái sự hoang tàn sau một trận có nghĩa là chúng ta gọi là một cái cầu lửa, hay là một trận đại hồng thủy, không một trận có những cầu lửa nó nổ mà nó làm tung tất cả. Thì cái hiện tượng, cái tượng tượng biến hoại của vũ trụ quan này mà theo từng cái địa giới, theo từng cái sự hội tụ của tứ đại này ở chỗ nơi đó, và nó bây giờ nó nóng nhiều quá mà nó không có nước và nó không có gió thì chắc chắn rằng lửa nó phát tứ đại nơi đó, cái lửa nó mạnh và nó phát ra lửa, vân vân. Ở đó cái gió và cái nước nó mạnh thì nó trở thành biển, trở thành sông hồ lớn lao, thì đó là một cái sự vận hành của các pháp hữu vi do tứ đại nó tạo thành. Cái gì mà nó hữu vi pháp mà nó là vật thể vật chất hay là sắc pháp hay là vật thể đó thì nó chính là nó vô tri vô giác, thì nó do tứ đại nó tạo thành, do đất cho nước cho lửa do gió này, và nó phù hợp với các cái chẳng hạn như xin thưa đặc trưng quyền khoan hỷ không biết ở trong khung không còn nghe được. Xin thưa đặc trưng quyền khoan hỷ trở lại. Thưa vị, có là trường tòa trưng quyền lần gặp trung cấp. Bạch thưa đặc trưng siêu, xin được hỏi trường tòa có mặt ở trước máy không? Nếu thưa đặc trưng siêu đang có mặt ở trước máy, xin nghe. Xin thưa tòa khoan hỷ trả lời cho thưa tòa tư quyền xin lỗi thưa tòa tư quyền xin thưa tòa tư quyền cảm biết trở lại.
xin lỗi quý Phật tử, sư tập trường quyền đơn gặp tục các kỹ thuật, bạch sư tập trường sức, kính thỉnh sư thọ hoan hỷ giảng cho câu thảo luận số 2. Chúng ta nghe trong Phật ngôn nó có câu là cái gì do duyên mà sanh đó, thì cũng do duyên mà diệt. Có nhiều người cảm thấy cái câu này nói dường như là không có một ý nghĩa gì mà quen thuộc dễ hiểu hết. Sư tọa có thể giải thích tại sao cái gì do duyên mà sanh thì cũng do duyên mà diệt. Kính thỉnh sư tọa tu sửa. Nam mô Bổn Thầy, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Thật ra thì cái câu nói đó là nó vô nghĩa, hay nó đúng hơn là nó chỉ trúng có một nửa. Do duyên mà sanh, do duyên mà sanh khởi thì có. Thí dụ như cảnh sắc, duyên cho nhận thức, sinh lên. Hay là do duyên, con mắt do duyên, cảnh sắc, nhận thức sinh lên. Thì như vậy, hệ có ba chai giá thì mới có giúp mình á. Mà Paccaya ở đây duyên nó chỉ có hai trường hợp: mãnh lực sati, tức là chanaka sati là mãnh lực trợ sanh, và uthampaka sati tức là ủng hộ cho lớn mạnh. Cái đó mới gọi là duyên. Còn cái câu nói mà do duyên mà diệt á, cái đó chúng ta nói thông thường. Phải nói là hết duyên thì diệt. Người ta nói hữu duyên tắc thí, duyên tán tắc tịch. Thì hãy hữu duyên thì mới sanh khởi, mà hết duyên á, duyên tán, hết duyên thì nó mới diệt. Chớ không, ở trong hai, ở trong bát thanh á, trong duyên hệ đó, thì không có trường hợp nào mà cái này trợ cho cái kia diệt, không có. Chúng ta nói theo thông thường thì được, chữ duyên là chúng ta xài trong cái nghĩa thông thường á, nghĩa phổ thông á, thì được, nghĩa thường thức tức là nó xảy ra. Thí dụ như nói Avijja Nirodha Sankhara Nirodho. Sankhara Nirodha Vijnana Nirodho, vân vân.
do hành, do vô minh diệt nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt. Cái đó là tự nhiên. Chúng ta nói do duyên, giàu và bất mà cái ngọn lửa đèn được thắp sáng. Thì cái đó là do duyên. Nhưng mà khi nói ngọn đèn tắt thì nó lụng tim, hết dầu thì nó tắt, thì chứ có gì, chứ không phải là do duyên. Nếu chúng ta nói theo thông thường thì cái nào cũng do duyên thì được, cái câu nói đó chúng ta nghe được. Nhưng mà nếu nói một cách chuẩn xác theo cái từ Phật học đó, theo ngôn ngữ Phật học đó, thì chỉ có duyên trợ sanh chứ không có duyên trợ diệt. Thì đó là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi. Mà thượng tọa vừa nêu nó mua cái thầy vậy. Dạ sa thú, chúng con kính tri ân thượng tọa Tuệ Siêu. Dạ bây giờ thì con xin được kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng quay trở lại điều họp ạ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Dạ chúng tôi chờ mãi không có thấy tín hiệu của thượng tọa Giác Đẳng, chắc có lẽ là thượng tọa Giác Đẳng cũng gặp trục trặc giống như thượng tọa Tây Nguyên vậy. Thì giờ kính thỉnh thượng tọa. Sao chúng kính trường thượng tọa Tuệ Sư. Mà thượng tọa Tuệ Sư, khi đọc bài kinh hôm nay đó, có nhiều người nghĩ rằng cái phước hạnh hay là công đức đó, nó không có lợi ích gì sự giác ngộ đại thoát. Dĩ nhiên là chúng
ta được đứng được nghe chết. Nhưng mà có những công đức dẫn đến giác ngộ giải thoát thì chúng ta hoan hỷ. Chúng ta giải thích là cái phước hạnh nào mà dẫn đến chánh trí giác ngộ giải thoát. Xin cái tình thương. Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chư thành, kính thưa quý vị, không hiểu tại sao khi mà chúng tôi muốn trình bày một vấn đề mà chúng tôi lại quá sắc nét và thận trọng khi nói, giải thích cái vấn đề, sợ e rằng là Phật tử nghe rồi các vị hiểu nhầm, các vị nói rằng là lúc rồi chắc có lẽ chúng tôi già cái độ tánh cho nên khó khăn, phủ nhận hết cái này đến cái kia. Cũng như cái câu số 3 này đi gì, nó có hai trường hợp ở trong bài kinh Lý Thuyết Kinh Đăng, là bài kinh mà chôn của để dành, thì trong đó cũng có nói đến người mà đắc được quả thinh văn và độc giác và toàn giác cũng do cái phước hạnh đã làm ở quá khứ. Thì chúng ta nói thông thường đó, thì chúng ta nói là do cái phước Ba La Mật khi mà tu tập Ba La Mật Parami thì tu tập bố thí trì giới, trí tuệ tinh tấn nhẫn nại chân thật, tự tâm hành xả, thì tám cái pháp đó đó nó lấy hai cái pháp căn bản làm nền tảng, đó là Nikkhamma Parami là xuất ly Ba La Mật và Atthittana Parami là chí nguyện Ba La Mật. Khi một người làm phước bố thí mà có cái tâm lý xuất ly, tức là mong ra khỏi tam giới, bố thí hay trì giới, hay là tạo một trí tuệ, hay tu cái pháp nhẫn nại của con, cũng mong ra khỏi tam giới, chứ không, không có cái sự thiết tha gì ở trong cuộc đời này. Thì như vậy gọi là xuất ly Ba La Mật, hay là có chỗ dịch là xuất gia Ba La Mật. Nhưng mà thực ra thì ở đây nó bác, nó không có nghĩa là xuất gia, mà Nikkhamma có nghĩa là xuất ly ra khỏi thôi.
rồi có cái chiến vị Ba La Mật, tức là có sự quyết định, nghĩa là có cái tâm dứt khoát là để đạt đến Niết Bàn, để thành tựu đạo quả. Thì khi mà làm cái phước hạnh nào đó mà có ăn khớp với hai cái Ba La Mật này, hai cái pháp độ này, thì người đó gọi là tạo phước parami, là Ba La Mật. Ngay cả cái chữ Ba La Mật parami đó, chữ parang etiti parami, tức là pháp mà trợ đưa đến bờ bên kia, gọi là parami. Đọc âm Ba La Mật, khi mà chúng ta nghe cái chữ Ba La Mật á, chúng ta đừng có nghĩ rằng cái chuyện mà tu hành để giải thoát chắc có lẽ là giống như là những cái pháp mi mật, như là cái phái mật tông vân vân. Không phải vậy. Chữ mật ở đây không có nghĩa gì hết, mà chữ mật là chữ độc âm, âm trại chữ parami, Ba La Mật. Đúng là paramita, paramita mới độc âm là Ba La Mật thì đúng hơn, độc âm gì đúng. Còn cái chữ parami độc âm, nếu độc âm thì Ba La Mi, chúng ta cũng độc âm Ba La Mi. Thì dựa theo hai cách nói này thì chúng ta mới nói rằng tạo cái phước để thành tựu chánh trí giác ngộ giải thoát. Nhưng mà kỳ thật thì ngay trong lúc mà vị đó thực hành theo bát chánh đạo, tu tập về thiền quán tứ niệm xứ v.v. thì khi mà tu tập như vậy đó, là cái hiệu ứng của cái việc tu tập đó là làm cho trí tuệ bừng sáng, khiến cho tâm đạo khởi lên. Và khi tâm đạo khởi lên thì tức thời nó sẽ cho cái tâm quả. Và nếu mà chúng ta nói rằng đắc được đạo quả siêu thế, cái đó là do cái phước vô lậu, chúng ta nói như vậy thì nó lưng chừng người ta không hiểu. Bởi vì hễ khi chưa đắc đạo quả thì tất cả những cái tâm thiện, dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thiện đó đều gọi là xa xấu quá, là hữu lậu cả. Gọi là hữu lậu. Còn hễ đã là đạt đến ana xấu quá, là vô lậu, tức là đạt đến siêu thế rồi đấy, thì có nghĩa là chứng đắc đạo quả thì không còn phải tạo thêm cái gì nữa để mà đưa đến đạo quả gì khác. Cho nên ở đây chúng ta gọi là, nếu chúng ta nói phước hạnh nào để thành tựu chánh trí giác ngộ giải thoát, thì chúng ta nói cái phước hạnh Ba La Mật, tạo cái phước hạnh Ba La Mật.
Còn nếu chúng ta nói rốt ráo thì đó là cái phước trí. Nhưng mà cái phước trí có thể đưa đến giải thoát và có thể đưa đến hạnh phúc trong đời cũng có, quả trong đời cũng có. Chứ không phải phước trí hoàn toàn là đưa đến là quả giải thoát. Ngay cả việc mà chúng ta tu thiền quán tứ niệm xứ, chúng ta tu tập hoài suốt cuộc đời của mình mà không chứng được đạo quả đó, thì cái công hạnh tu tập đó nó cũng trở thành một cái thiện nghiệp để đưa đến một cái quả phước, một cảnh giới an lạc ở trong tương lai. Thì như vậy cái phước mà đưa đến luân hồi trong ba cõi thì cái phước nó nhiều lắm. Chúng ta gọi là puñña triyo thú. Cái phước là phước bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ thính pháp, thuyết pháp, hậu phước, kỷ phước, cải chánh tri kiến. Nhưng mà nói phước đưa đi giải thoát thì ở đây thưa quý vị, chúng ta tạm gọi là phước đưa đến giải thoát. Nhưng mà ở đây tại sao chúng tôi phải nói như vậy? Là bởi vì chúng tạo được cái công đức nào đó, cái phước nào đó, cái phước hạnh nào đó trong quá khứ. Thì phước hạnh đó, một là nó cho quả gọi là sanh hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp. Thì tự nhiên trong quá khứ mình có làm phước bố thí, thì bây giờ sanh báo nghiệp mình được sanh về cõi trời hay cõi người, và hậu báo nghiệp ở trong quá khứ xa xưa thì nó khiến cho chúng ta có tài sản giàu có. Thì chúng ta gọi sự giàu có ở đây đó, sự sang trọng, sự giàu có, sự xinh đẹp, sự hạnh phúc ở đây là do cái phước hạnh ở trong quá khứ mình đã làm như vậy như vậy. Nhưng mà riêng về cái sự giải thoát đó thì không thể do nhờ cái tu tập ở quá khứ bây giờ cho phát sanh đạo quả, mà phải chính do nguyên nhân là hiện tại mình đang nỗ lực tu tập về thiền quán Vipassana Phavana, tu tập thiền quán thuần thục. Thì nếu hữu duyên thì chính cái sự tu tập đó nó sẽ dẫn đến cái sự chứng ngộ đạo quả niết bàn. Vì vậy cho nên cái sự tu tập đó, nếu mà chúng ta muốn gọi là cái phước hạnh cũng được, và chúng ta không muốn gọi như vậy thì chúng ta gọi cái cách khác cũng được. Nhân dẫn đến giác ngộ chúng ta gọi được, nhưng mà chúng ta gọi đó là một cái phước hạnh thì thưa quý vị, đạo quả không phải là cái quả phước, không phải là cái quả của phước, mà đạo quả là sự thành tựu của cái công hạnh tu tập. Chúng ta nói chính xác là nói vậy. Còn nhưng mà bây giờ đối với những người Phật tử bình dân như chúng ta, mà nếu nói như vậy thì làm cho quý vị lúng túng, quý vị sẽ khó hiểu tại sao không phải là như vậy. Cái sự giải thoát đó là cao tột, là quan trọng, mà tại sao nói rằng không do một phước hạnh? Thì chúng ta nói không phải là không do phước hạnh, nhưng mà khi chúng ta tạo cái phước
Ba La Mật đó, thì phước ba đó nó hỗ trợ cho tâm hiện tại tu tập. Thí dụ trong quá khứ mà mình thường xuyên bố thí, thường xuyên trì giới, cho nên cái thường cận y duyên đó, mà bây giờ cái tâm nó được thanh thản, nhẹ nhàng, được thoải mái. Vì do cái tâm thanh thản, nhẹ nhàng, thoải mái đó mà vị này nhập tu tập về thiền quán minh sát thì nó dễ phát sanh ấn chứng và đưa đến đạo quả. Thì nói tóm lại là cái câu này chúng ta phải phân tích kỹ, bởi vì nếu mà chúng tôi trả lời liền, chúng tôi nói do cái phước hạnh đó, thì nếu mà gặp những cái bậc cao tăng mà thông suốt kinh điển thì vị đó nói rằng chúng tôi trả lời hơi hấp tấp, là chưa có phân tích gì hết ở chỗ nào mà Đức Phật dạy là do cái phước bố thí hay phước trì giới mà đưa đến sự giải thoát đâu, vân vân. Thì cái này chúng tôi phải phân tích cho nó kỹ để quý vị nhớ. Cái phước hạnh mà chúng ta tu như bố thí trì giới với cái tâm nguyện giải thoát, chí nguyện giải thoát, thì cái phước hạnh ba la mật đó nó sẽ hỗ trợ gián tiếp, nó trợ duyên gián tiếp cho tâm, nó làm tư cụ cho tâm hiện tại. Và chính cái tâm hiện tại đó phải tu tập nhiệt tâm tinh cần chánh niệm tỉnh giác. Thì sự nhiệt tâm tinh cần chánh niệm tỉnh giác mới dẫn đến là chứng đạo quả. Chứng được tâm đạo, tâm đạo mới trổ sanh ra tâm quả sự thế, chứ không phải là chúng ta chứng, nói chứng đạo quả rồi chúng ta nghĩ rằng hễ chúng ta hành thiền quán tứ niệm xứ để chúng ta đắc đạo rồi đắc quả. Thì như vậy có người họ sẽ cho rằng nếu nói thế thì bây giờ mình chỉ cần đắc quả A-la-hán, khỏi cần đắc đạo A-la-hán được không? Thì chúng tôi xin là không được. Bởi vì quả A-la-hán là nó trở thành Anantarakamapachaya, vô gián, do cái vô gián nghiệp duyên của tâm đạo mà sanh ra tâm quả sự thế. Và tâm đạo đó do cái nguyên nhân làm cho sinh khởi Upadetapa, làm cho sinh khởi, nguyên nhân đó chính là cái sự tu tập nỗ lực chánh niệm tỉnh giác ở trong thiền quán. Mà muốn tu tập chánh niệm tỉnh giác ở trong thiền quán mà được dễ dàng, tu tập dễ mà mau chứng đắc, thì trong trường hợp này nó phải do cái sự hỗ trợ của cái công hạnh, của cái phước hạnh quá khứ mà chúng ta đã làm quen, tức là cái phước hạnh ba la mật. Thì một vài điều chúng tôi xin chia sẻ với quý vị, hơi mất thời gian chút xíu, nhưng mà điều cần phải giải thích như vậy để Phật tử chúng ta nắm, chứ chúng ta hiểu kinh điển mà chúng ta hiểu lớp lớp như vậy thì chúng ta sẽ khó có thể nhớ lâu và khó có thể thực hành được tốt. Chúng tôi xin dứt lời ở đây, kính thỉnh thượng tọa giáo đẳng trở lại. Chúng ta sẽ không thấy trong các niềm thiền đó,
thì không có đề cập đến quán trong thời gian, vì quán thân họ trong pháp là 40 địa vực còn trong địa vực thiền tỷ của không nói về thời gian. Nhưng mà đặc biệt ở đây khi mà nói về vô thường thì chúng ta nói rằng ngày và đêm qua mau, thời gian không trở lại, thì tôi xin thông thật với chúng ta có một cái gợi ý đạo đến cái thời Nam mô Bụt Thầya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sankhaya. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Chư Tăng, kính đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Đẳng, Thượng Tọa Nguyên, Tòa Minh, Đức Tự Trị, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Và thật thì con thấy ở trong cái các cái đề mục thiện chỉ thì cũng không có, không thấy dạy là quán từ về thời gian, nhưng mà qua các cái đề mục tu đó, đặc biệt là con nghĩ rằng mình nói ở trên mức độ tu tập đó, khi một người có một suy quán về thời gian vô thường này, thì con nghĩ rất là tốt cho cái đời sống tu tập của mình. Bởi vì mình thấy vô thường ở trong cái sự thay đổi nó quá mau đi, để cho mình cố gắng nỗ lực tinh tấn trong mọi cái thời điểm. Bởi vì có nỗ lực tinh tấn trong mỗi thời điểm ấy, thì mình mới có thể tu tập tốt ở trên cái phương diện. Vì nếu chúng ta bỏ qua với cái thời gian ấy, thì mình không có thể làm được những cái thiện sự khác. Điển hình như là lẽ mình có thể là thực hiện được nhiều thứ. Thí dụ như là mình có thể rằng phục vụ cũng là một trong những cái thiện sự mình làm. Rồi mình học Phật Pháp cũng có thể dễ dàng để mình nhớ. Rồi mình hành thiền có thể dễ dàng để hành thiền. Vì cái cơ thể của mình nó có thể là khỏe mạnh, mình không có bị đau nhức khi mà mình hành thiền. Vì vậy cho nên là con nghĩ rằng là quán được cái vô thường đó, để mà mình tranh thủ với cái thời gian để mà mình làm. Bởi vì nếu như mà mình không tranh thủ thì đâu có biết chắc được lúc nào mình sẽ bệnh đau, đâu có biết chắc được lúc nào mình sẽ từ giã cõi đời này. Cho nên là mình cố gắng. Còn về phương diện mà hành thiền quán thì con nghĩ rằng mặc dù Đức Phật không có dạy về để quán về với cái thời gian, nhưng mà qua đó nữa, với một cái người mà nếu có chánh niệm thường xuyên, chánh niệm tỉnh giác thường xuyên đó, thì mình cũng có thể thấy rõ cái sự sanh diệt vô thường ở trong mọi khoảng cách. Trong mọi phản cách, tức là mình thấy trong cái suy nghĩ của mình nó mau lẹ hết cái suy nghĩ cái này lại suy nghĩ cái khác, tâm mình nó bắt cảnh này hết thì mình bắt cảnh khác, cái thân của mình cũng vậy, cũng thay đổi, trong thay đổi trong mọi cái thời gian có cái thay đổi đó, có cái biến đổi của vô thường mà, thì mình mới thấy rằng cái thời gian nó vẫn là một trong những cái sự mà để cho chúng ta suy nghĩ, cái suy nghĩ. Bởi vì khi mà mình quán vô thường ở trong thân và tâm thì có nghĩa là mình đã thấy được cái thời gian nó luôn luôn trôi chạy, không bao giờ đứng yên như vậy. Cái vô thường là như vậy, vô thường là nó thay đổi, nó không đứng yên.
Cho nên thời gian đó là cũng chỉ là khoảng cách. Thời gian mà mình định đặt cho một gì đó, một giây, một phút gì đó, hay một giờ gì đó, thì cái đó cũng là do mình định đặt. Nhưng mà quả thật là nếu nói thời gian thì nó trôi chảy qua rất là mau, rất là mau. Cho nên là cái đề mục tuy không có là dù là quán cái thời gian về hình chỉ hay là về phương diện thời quán, không phải là có một cái đề mục hẳn ngồi để quán về thời gian. Nhưng qua đó, khi mà một người có chánh niệm tỉnh giác, mình mới có thể soi thấu được, soi thấu được chính ở thân và tâm mình nó cũng luôn luôn thay đổi, luôn 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 biến đổi như vậy. Cho nên là khi mà mình thấy biến đổi như vậy đó, thì nó không có một cái gì để cho chúng tôi ngày trời tháng đó, thì cái tuệ mình mới có thể thắp sáng được cái trí tuệ để mà mình đoạn trừ được cái tham ái, hay là đoạn trừ được cái ngã chấp ở trong mỗi cái thân và tâm của mình, tức là năm uẩn của mình. Như vậy thì con nghĩ rằng thời gian cũng là một trong những cái khái niệm của xã hội, của con người được định đặt ra như vậy. Nhưng mà rồi đó, thì qua cái đó đó, chúng ta thấy sự sanh diệt, sự biến đổi của vô thường, nó liên quan đến thân và tâm của mình, thì đó là một trong những cái việc mà mình cần phải tu tập. Cái đề mục mà mình cần phải tu tập, cần phải thay đổi, cần phải có một cái sự nỗ lực rất là nhiều trong cái đời sống tu tập của mình, thì nó có thể trưởng thành ở trong những cái việc thực hành trong Phật pháp của mình. Mình có thể lớn mạnh ở trong Phật pháp của mình, tức là về phương diện hành thiền, hay là về phương diện tu tập các để mà mình có sự thay đổi nhất định ở trong đời sống của mình. Thì đây là cái suy nghĩ của con, xin đóng góp ý nghĩ để trả lời cái câu hỏi thượng tọa. Bây giờ con kính thưa thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Về khi ta chúng ngày mong muốn phổ thơ, thì dĩ nhiên không muốn phổ thơ thì thầy chỉ dịch cái này tôi mới xuống đọc đến anh vận. Tuy nhiên ở trong thơ chắc có một cái nét đẹp, chính là lời nét đẹp tự nhiên như lúc mình cảm xúc chân thật và tự nhiên cho chúng ta một cái tính thơ rất là nghĩ đi vào lòng. Hôm nay thì chúng ta có một bài kệ mà Hòa Thượng Minh Châu dịch. Bài kệ này từ khi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi đọc, chúng tôi cảm nhận như là một bài thơ, mặc dù chúng tôi rất là không âm mừng. Chứ tôi muốn đọc lại chúng thực tự trong nó học kịch phần trăm đến sức trang tảnh rồi đọc lại bài kể này. Bài kể này có phần đầu là đời của anh Phạm Thiên, nhưng mà phần sau là lời của Đức Thế Tôn, Đức Phật. Chỉ hai câu cuối thôi, chỉ một câu cuối thôi, nhưng mà thay đổi ý nghĩa tất cả. Và nếu chúng ta đọc cảm nhận và để những bài kệ này, những phần kệ này đi vào lòng, thì chúng bị lợi lạc vô cùng.
thời gian lặng trôi qua, đến ngày luôn chi gặp tôi tác bụi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quán sát là hãy chuyển công này, hãy từ bỏ thế lực tâm hướng cùng tinh tịnh. Một bài kệ không có thi vận nhưng mà lại rất là thơ. Một bài kệ mang ý nghĩa siêu thế vượt thoát nhưng mà lại rất gần chúng ta, gần như chỉ có một phút, gần như là buổi sáng của bình minh và buổi chiều của hoàng hôn. Và nếu chúng ta đọc được những tín hiệu rất là thực, rất gần của đời sống, thì những tín hiệu đó là thông điệp, là sự mặc khải, và qua đó chúng ta hiểu được cái gì là cái nên làm của đời sống này. Thưa quý vị, cũng một lần nữa chúng ta nói lên lời tri ân sâu xa với Hòa Thượng Minh Châu trong trình dịch thuật tạng kinh Pali sang tiếng Việt và văn phong của Ngài. Dù có những đoạn mà chúng ta không đồng ý, không có hoàn toàn thấy rằng thơ như vậy là thơ rất là thơ. Chính vì chúng ta sẽ đọc lại một lần nữa và phải kết thúc chương trình, bởi vì mấy bài sắp phát cánh rồi. Một lần tất cả chúng ta sẽ đọc và luôn nhớ bài thơ này. Thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác cùng thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này, hãy bỏ vội thế lời tâm hướng cầu tịch tịnh. Ý thì chỉ như là cao siêu, nhưng mà lời dịch rất đẹp. Lời dịch nó đi ghi vào lòng được, và đôi khi chỉ cần nhớ một bài kệ thôi, một bài kệ thôi cũng đã là quá đủ. Như lời Phật dạy, ai sống trong năm không thấy được pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày mà thấy được pháp sanh diệt. Chúng ta xin phép được kết thúc sớm chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Bồ Tát Ma Ha, bởi vì mấy bạn sắp cắt cánh. Xin kính định lễ sư tôn kính thân chào tạm biệt các thính hữu. Ngày mai chúng ta sẽ trở lại với lớp tăng pháp Abhidhamma nói về môn, và chúc tất cả quý thầy một ngày an lành, một niềm an lành. Nam mô Bổn Sư. Sa thú, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Dạ, cảm ơn Sít Hội Ngọc. Sa thú lành thai, con Phong Lan thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ấp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư Tiên hạ thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ. Yang kim chi Phật la ca ma ca pa pa ge ri ya ma ma ca ye na va cha ma na sa di da se su ka tang ka tang ye sa pa sa ni no a ti ye ya sa ta sa ni no ka tang bu nya pa lang mai